đó anh chị thấy con đường nhỏ chứ còn duy nhất một mảnh sầu riêng này luôn anh chị ơi anh chị vừa nhìn thấy ha ngoài tước đó là cái đường tầm khoảng 2 mét nha anh chị em là nhà đất minh xem tiền giang xin chào anh chị nha hôm nay xem về xã hội sưng của huyện cây lậy tỉnh tiền giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh vườn sầu riêng có tổng diện tích là 3.000 mét vuông nha anh chị trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn hướng trên màn hình anh chị đang xem đây là mình ra con đường lộ 2 mét đó từ ngay vị trí đất mình mà ra đó tầm khoảng 100 trăm mét nha anh chị và cũng từ ngay cái vị trí đất mình mà ra tới đường tỉnh lộ 864 á thì tầm khoảng 300 m là tới à, sát bên luôn nha anh chị. Còn con đường vô đất mình mặc dù nó hơi nhỏ một chút nhưng mà đường này à, vô rất là nhiều hộ bên đây nha. Chỉ còn một mảnh sầu riêng này duy nhất luôn. Từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới Ủy ban dân xã Hội Sưng, chợ Hội Sưng nội luôn thì tầm khoảng 1 km là tới à anh chị ơi, sát bên nha. Sau này nếu anh chị mua cái mảnh này, vì anh chị sau này để làm vườn, rồi sau này anh chị có thể cắt nhà đồ gì cũng được nha tính từ miếng gạo này nên chị đây ngay miếng này, nè nha có từng gạo luôn đi sâu vào bên kia là mặt tiền con đường nhỏ này nè tầm khoảng 1 mét hơn thì 36 mươi mét mặt tiền và mình có cái chiều sâu đi sâu vào là một cạnh là 75 mươi mét một cạnh kia là 85 mươi mét do cái sổ nó chủ ha, chụp gửi cho em hơi mờ mờ sổ photo anh chị cho nên nhìn không có rõ dữ rồi phía sau mình nó có cái độ xéo xéo vậy nè nó có xéo xéo kiểu xéo nở hồng á nhưng mà nói chung là tổng diện tích hết đất của mình luôn Là 2.990 mấy cũng như gần 3.000 mét vuông Nó chỉ còn cái vườn sầu riêng duy nhất này luôn Đó, Mình vô đây là đường cùng nha anh chị Vô đây nha, nhiều cái mảnh vườn trong đây à Nhưng mà tiền nào của nấy Sầu riêng vậy mà giá chỉ có 600 triệu cho 1.000 mét vuông Tổng diện tích 3.000 mét vuông của mình Thì chỉ có 1 ,8 tỷ 8 mà anh chị ơi Đó anh chị thấy không Sầu riêng này tầm cũng gần 3 năm tuổi rồi nè Sầu riêng ghi 6 nha anh chị nhưng mà chủ thì có sen vô một số cây mít, số cây chuối để lấy ngắn nuôi dài đó anh chị. Và đây là em dây xây về cái hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông bắc cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Nó nằm giữa đông bắc và hướng đông nha anh chị. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mình về tới uh, trung tâm của thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang thì uh, thời gian đi tầm khoảng 49 phút, khoảng cách là 32 km còn anh chị nào ở khu vực vĩnh long cần thơ xem lấy điểm là cầu mỹ thuận từ ngay vị trí cầu mỹ thuận mình chị về tới đây thời gian đi là 41 phút khoảng cách là 31 km còn anh chị nào ở thành phố hồ chí minh em lấy điểm là bến xe miền tây bến xe miền tây của thành phố hồ chí minh mạnh chị về tới đây thời gian đi là 2 giờ 14 phút khoảng cách là 93 km nên anh chị ở thành phố về đây mua cái nhà này làm nhà nghỉ dưỡng nha anh chị Đó, làm giường chăn nuôi hoặc anh chị để uh, thời gian sau cái mình cùng, cùng hồng với người ta mở con đường ra rộng rộng á mình ra ngoài kia đường ô tô luôn nha nó được cái là mình gần tỉnh lộ 864 khoảng cách chỉ có 300 m là tới à sát bên ta cũng cắt cái chòi để ở luôn đó sầu riêng của mình còn rất là tốt luôn nè đó cái ganh mình qua tới ngay chúng mấy cây chuối đó hết nha anh chị là 36 mét mặt tiền á phía sau của mình nở ra chắc tầm khoảng 38 mét anh chị à nhưng mà nó có nở theo cái độ xéo á tại nó có hai cạnh không được điều nhau đó, một cảnh ngắn cạnh dài mà do cái sổ chủ gửi em hơi mờ quá sổ photo nói chung là chủ bán cái giá này là giá bán gấp nha anh chị chứ vườn sầu riêng hiện tại bây giờ là sầu riêng nó có giá dữ lắm mà chủ cần tiền gấp nên muốn bán nhanh để bán nhanh để lấy tiền để xây sở cho nên là chủ bán gấp mới chịu cái giá này Đó sầu riêng này mình khoảng hai năm nữa là hưởng tái luôn đất mình cao gáo sạch đẹp không màu mã luôn đó chị thấy không mấy cây này xum xê nè nó cỡ này là nó phát triển nhanh lắm mình chưa nó ở đây ăn nên cũng tốt nha chủ để cái mưa tơ ở đây luôn nè đó em đang đi dài lên cái phía tên ganh của mình nha Đó nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Hội Sưng của huyện cai Lại tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích cái vườn sầu riêng mình thì gần gần 3 m2. Hiện tại chủ đang kêu giá là 1 tỷ 8, 8 hết đất luôn nha anh chị. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp chủ đất có thể nói chuyện thêm gì giá cả luôn nha anh chị. Nó khu này ta trồng sầu riêng nhiều lắm anh chị. Nó có vườn bên kia đang cho tái luôn kìa anh đây tốt tốt không à? anh chị ở xa mà kỹ thuật trồng sầu riêng không biết á gì mình hỏi à? hàng xóm của mình nè à? mấy chú ở đây cũng nhiệt tình lắm người ta sẽ chỉ dẫn cho anh chị để trồng. nói như mấy cây này thì khoảng năm rưỡi nữa là anh chị để tái được rồi nó còn chú bên kia đang lặt sầu riêng tại nó có nhiều quá chú phải lặt cái bớt nha anh chị nó giờ miếng đất mình đi tới ngay chỗ cây sầu riêng đó là hết nha anh chị đó là cái miếng ganh của mình luôn nó cái độ xéo là bên đó đó Tám mét xéo dài xuống phía bên đây nó cho nên nó có cái độ xéo vậy đó nha nhưng mà anh chị nào quan tâm tới mảnh này thì anh chị nên kết bạn zalo với xem đi rồi xem gửi sổ hình ảnh thử đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn nói đường ống nước thì chủ cũng đã kéo sẵn hết rồi hệ thống bét phun tự động thì mình chỉ bật cầu dao lên hệ thống sẽ tự phun rồi tưới luôn mình khỏi cái móng nha anh chị mình gần tỉnh lộ 864 chỉ có 300m thôi nhưng mà tiếc cái đường đi vô mình thì ở đường hơi nhỏ sau này mình với mọi người ở trong đây nè cái mình hùng mình mở ra cho nó bự bự một chút là mình ra vô cho nó dễ luôn ha dẫn chuyển sầu riêng rồi luôn chứ vườn sầu riêng mà giờ giá chỉ có 600 triệu một ngàn mét vuông thì giờ nó rất là hiếm rồi anh chị ơi nó sầu riêng mình cũng đang phát triển lắm nha anh chị đó chủ này cũng ở đây kỹ thuật trồng sầu riêng cũng tốt nè lên mô rất cao nè sầu riêng mà cái mô cao vậy nè thì thời gian nó mau phát mà ăn nó lâu nữa nó như cây này thấy không cây này qua năm có thể để tái được rồi nè nó những cây dày thì nó nhanh lớn đây anh chị thấy ha mấy cây này nó cũng to to nếu mà anh em mà có 1 tỷ 8 thì em cũng nên mua cái mảnh này mình về mình làm vài năm cái mình uh, thu lợi lại rồi đầu tiên đang có giá mà có thời điểm lên tầm gửi ký luôn anh chị nó còn mấy cái mít này thì lấy ngắn nuôi dài mít cỡ này thì người ta cũng có thể để một trái được nếu nó bự lên chút xíu nữa là người ta đốn nó bên mấy đó thì mình có lưới hàng gào về, ha. rồi ha phía trước mình có hàng rào mình còn được uh, hai bên chưa có gào rồi ngang thay mặt tiền đường của mình là 36m nha và phía sau của mình thì nó có độ xéo á thì nó tính ra là nó hậu thì khoảng đâu 38m á. giờ mình có hai cạnh đi sâu vào cạnh 75 cạnh 85 nó tổng diện tích hết luôn thì gần 3.000 mét vuông do sổ hơi mờ em nhìn nó hơi 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 khó nha anh chị nhưng mà anh chị về xem thực tế thì dễ luôn rồi giá hết đất luôn là một tỷ tám nếu như anh chị nào quan tâm tới mảnh này thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại trên màn hình đó rồi xin dẫn anh chị đến xem rồi gặp chủ đất rồi để nói chuyện thêm về giá cả luôn rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video nếu như anh chị thấy phù hợp thì anh chị alo ha rồi em xin chào anh chị.